Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm thịt heo ngâm mắm giấm ăn ngày Tết. Cái nguyên liệu để mà làm thịt heo ngâm mắm giấm ở đây mình dùng là 500g thịt ba rọi, 500ml nước mắm, 100ml giấm và 300g đường, một muỗng canh tiêu, ở đây mình dùng tiêu hạt, 3 muỗng canh giấm ăn, 1 muỗng cà phê, muối, 3 nhánh sả, nửa củ hành tây, 1 miếng gừng độ khoảng là 1 ngón tay nha các bạn, 5 tép tỏi, 4 củ hành tím, ớt cay, ở đây mình dùng là 6 trái ớt cay, 8 trái ớt cay, thì ăn nhiều thì các bạn thêm, còn ít thì các bạn có thể giảm lại. Đó là phần nguyên liệu. Bây giờ đến phần sơ chế. Thì thịt ba rọi ở đây thì cũng tùy nha, các bạn không thích ăn thịt ba rọi thì các bạn cũng có thể mua thịt đùi. Thịt đùi hoặc thịt bò cũng được, thịt nạc của bò. Hoặc là thịt nạc mông. Ở đây thịt thì các bạn mua về rửa sạch và dùng dao cạo cái phần da này. Hành tây ở đây thì mình cắt to luôn nha các bạn. Cắt to hành tây. Gừng các bạn có thể đập dập cũng được mà thái lá cũng được ha. Rồi đầu tiên mình sẽ chỉ dùng một nhánh sả thôi. Nhánh sả này các bạn cắt ra hoặc là đập dập. Để chút nữa cho chúng ta luộc thịt. Và đó là cái phần để mình luộc thịt. Và sau khi mà cái phần này phần luộc thịt nha các bạn, sau khi chuẩn bị cái nguyên liệu để mà luộc thịt thì chúng ta bắt một cái nồi nước sôi lên bếp khoảng 1 lít. Mình sẽ cho vào nước là 1 lít nha các bạn. Và cho vào 1 lít nước, 3 muỗng canh rượu trắng, 1 muỗng cà phê muối, 1 cho hành tây, nửa củ hành tây vào luôn, 1 tép sả, vài lát gừng. Rồi sau đó các bạn đậy nắp lại chờ nước sôi. Sau khi nồi nước của chúng ta sôi thì mình sẽ cho thịt vào để luộc. Các bạn luộc khoảng 2-30 phút cho thịt nó chín. Thịt của chúng ta sau khi luộc được 30 phút thì các bạn gấp ra và cho vào một thau nước đá. Thịt chúng ta ngâm vào nước đá là để cho nó vừa trắng, nó không có bị thâm đen. Thì chúng ta bỏ thịt vào ngăn đá tủ lạnh để cho nó thau nước lạnh để cho nó nguội. Thì trong khi chờ thịt nó nguội chúng ta sẽ cắt sả thành lát. Rồi xả sắc lát xong rồi chúng ta bỏ gọn lại một chỗ ha. Tiếp theo thì mình sẽ hành củ và tỏi mình cũng sẽ sắc lát luôn. Ức trái. Ở đây thì các bạn cũng có thể dùng thêm một trái ớt sừng để bầm ra, nhìn cho nó đỏ, nó đẹp ha. Hôm nay mình không dùng ớt sừng, mình sẽ dùng ớt cay. Thì ớt cay này các bạn không có cắt ra, các bạn chỉ cắt bỏ cái phần cuống này thôi. Cái phần xanh xanh của cái cuống và để lại một ít nha các bạn. Bạn để lại một ít như thế này để cho cái nó khỏi bị hư trái ớt. Sau khi chuẩn bị cái phần tỏi và ớt với sả xong á thì mình sẽ cho vào một cái nồi là đường, 300g đường, 100ml giấm, ở đây mình dùng giấm gạo,
và 500ml nước mắm vào một cái nồi nha các bạn. Chúng ta quậy cho nó tan. Rồi mình sẽ bắt cái nồi nước giấm đường này lên bếp và nấu, vừa nấu vừa quậy cho nó tan đường nha các bạn. Rồi nước giấm đường của chúng ta, nước mắm đường của chúng ta nó đã sôi mạnh rồi thì các bạn tắt bếp nha. Tắt bếp và để nguội, để cho thịt nguội luôn nha các bạn. Thịt sau khi nguội rồi thì giờ mình sẽ cho ra một cái tô. Và nước mắm giấm đường của chúng ta đã nguội rồi thì mình sẽ cho lên cái thịt này luôn. Các bạn lưu ý là khi chúng ta ngâm thịt giấm mắm thì thịt phải để cho thiệt nguội và cái nước ngâm của chúng ta cũng thiệt nguội nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây là sả. Hành, tỏi và ớt. Rồi các bạn dìm cái sả này và hành ớt này, chúng ta dìm xuống nước mắm, mắm giấm nha các bạn. Cái thịt này nè thì chúng ta để miếng to vậy cũng được, hoặc là các bạn xẻ đôi cũng được, nhưng mà mình ngâm miếng to vậy thì 4 đến 5 ngày là ăn được, còn xẻ ra thì 2 ngày đã ăn được rồi. Cái này mình muốn ngâm lâu mình nên để cái miếng to ha, mình ăn dần. Rồi cuối cùng là tiêu hột, mình cho lên đây vài cái tiêu hột. Đó, một muỗng canh tiêu hột nha các bạn. Ở đây tiêu này tiêu nhà mình. Đó, ngâm lên. Rồi sau khi ngâm xong thì các bạn cũng để khoảng là 3 ngày là có thể ăn được. Và các bạn ngâm xong các bạn có thể bỏ trong một cái hũ thủy tinh để chúng ta cất để ăn dần, hoặc là một cái tô có nắp đậy và chúng ta bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Vậy là clip này mình đã chia sẻ với các bạn cách làm thịt heo ngâm mắm giấm đã xong rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.